Xin chào mọi người, trong phân khúc giá rẻ thì chúng ta có thể có một chiếc điện thoại như thế nào? Hôm nay thì hãy cùng mình so sánh hai mẫu điện thoại trong tầm giá chỉ dưới 5 triệu. Đó là chiếc Tecno Pova 4 Pro và chiếc Poco M4 Pro. Để xem là với mức giá chỉ dưới 5 triệu thì hai chiếc điện thoại này sẽ có điểm mạnh gì, điểm yếu gì và những điểm gì cần phải lưu ý khi mà muốn mua hai chiếc máy này nhé. Đối với Tecno Pova 4 Pro thì tầm giá đã là dưới 5 triệu. Trong thời gian này không những thế còn có ưu đãi giảm thêm 1 triệu và voucher giảm thêm 200.000, mức giá có thể còn chưa đến 4 triệu. Còn đối với Poco M4 Pro thì bây giờ đang có mức giá cực kỳ ưu đãi ở Clickbuy với mức giá chỉ là 4.350.000. Ngoài ra nếu mà bạn có nhu cầu mua iPhone mới nhất thì có thể tham khảo ở Clickbuy.com. Hiện tại thì đang là đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Giá và chính sách bảo hành thì có thể nói là tốt nhất thị trường tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra cũng có rất nhiều mẫu điện thoại khác từ Samsung, Xiaomi, Oppo hay là cả iPhone cũ đều có mức giá rất tốt. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xem là trong hộp của cả hai chiếc điện thoại này thì sẽ có những gì. Chúng ta sẽ đến với chiếc Poco M4 Pro trước. Thì ngoài một chiếc điện thoại như thế này thì trong hộp thì còn gồm những thứ gì nữa? Thì chúng ta sẽ có là một chiếc que chọc SIM này, một cửa sách hướng dẫn và một chiếc ốp lưng. Đi xuống sâu hơn một chút nữa thì chắc chắn là sạc rồi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một chiếc sạc nhanh là 33W, cùng với đó là một chiếc dây sạc là USB Type-C. Hộp phụ kiện của chiếc Poco M4 Pro thì mình đã thấy là nó khá là đầy đủ rồi, nhưng mà Tecno Pova 4 Pro thậm chí còn đầy đủ hơn nữa. Chúng ta hãy cùng xem luôn nhé. Thì ngoài một chiếc điện thoại như thế này ra thì ở bên dưới thì chúng ta sẽ có là sách hướng dẫn này, ốp lưng này, cùng với đó là một chiếc sạc nhanh 45W. Ngoài ra trong hộp thì chúng ta sẽ có một chiếc cáp sạc, cùng với đó là một chiếc tai nghe jack 3.5. Mình cực kỳ đánh giá cao chiếc tai nghe này bởi vì là bây giờ tất cả các hãng từ Xiaomi hay là các hãng tai nghe giá rẻ khác thì đã đều bỏ chiếc tai nghe này rồi. Có nghĩa là chiếc tai nghe này thì sẽ là một điểm cộng của chiếc Tecno Pova 4 Pro này. Đấy là về hộp phụ kiện của cả hai chiếc máy này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua phần thiết kế để xem là thiết kế của hai máy này thì có điểm gì khác biệt. Thì chúng ta sẽ đến với chiếc Tecno trước. Về cảm quan của chiếc Tecno Pova 4 Pro thì mình thấy là đây là một chiếc điện thoại khá là dày và to. Nó sẽ có một cái mặt lưng mình thấy là khá là ấn tượng. Về các nút thì nó vẫn sẽ có đầy đủ là nút nguồn và các nút bấm tăng giảm âm lượng. Tiếp đến thì các cổng kết nối thì nó sẽ có là cổng sạc và cổng tai nghe jack 3.5. Về khay SIM thì ở đây thì nó sẽ có là khay SIM là hai SIM và một thẻ nhớ. Cũng tương tự như chiếc Tecno Pova 4 Pro 5G thì chiếc Poco M4 Pro 5G này thì cũng sẽ có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn cũng ở bên tay phải. Nút nguồn của cả hai chiếc điện thoại này thì sẽ được trang bị tích hợp cả với vân tay. Ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có là cổng sạc này. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có cổng tai nghe. Chiếc điện thoại này thì cũng sẽ có là khay SIM là hai SIM và một thẻ nhớ. Điểm khác biệt về thiết kế thì có nghĩa là sẽ ở mặt sau nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ có cụm camera vuông. Mình thấy là thiết kế của chiếc Poco M4 Pro này thì nó sẽ có một thiết kế mà nhỏ gọn hơn, đơn giản mà sẽ phù hợp với lại nhiều đối tượng người dùng hơn. Về thiết kế mặt trước của cả hai chiếc điện thoại này thì mình đánh giá cao thiết kế mặt trước của chiếc Poco M4 Pro hơn, bởi vì nó sẽ có thiết kế mặt trước là hình nốt ruồi này, bốn xung quanh thì sẽ có viền là mỏng hơn so với lại chiếc Tecno thì chỉ có màn hình là giọt nước và viền bố xung quanh thì cũng khá là dày. Việc mà viền bố xung quanh của nó dày và thiết kế hình giọt nước như thế này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng. Đó là về thiết kế nhá. Còn về chất lượng hiển thị thì như thế nào thì cả hai chiếc điện thoại này thì đều có tấm nền, được trang bị tấm nền là AMOLED 90Hz và đều có độ phân giải là Full HD. Chiếc Poco thì sẽ có kích thước màn hình là 6.43 inch, trong khi chiếc Tecno thì sẽ to hơn một chút là 6.66 inch. Tuy là cùng được trang bị tấm nền là AMOLED nhưng mà khi mà mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy là chất lượng hiển thị trên chiếc Poco sẽ tốt hơn so với lại chất lượng hiển thị trên chiếc Tecno. Mà theo mình tìm hiểu được thì việc này là do là màn hình trên chiếc Tecno này dù là AMOLED nhưng nó là AMOLED đời cũ. Một điểm nữa đó là độ sáng màn hình của chiếc Tecno này cũng khá là yếu. Nó yếu hơn chiếc Poco, trong khi là chiếc Poco chỉ có độ sáng màn hình là 700 nit. Chuyển qua phần camera thì mình đánh giá cao camera của chiếc Poco M4 Pro này hơn bởi vì nó được trang bị đầy đủ hơn. Với cụm 3 camera là camera chính 64MP, camera siêu rộng 8MP và camera macro là 2MP. Trong khi là chiếc Tecno thì chỉ có một camera 50MP và một cảm biến AI hỗ trợ chụp ảnh. Camera selfie thì chiếc Poco cũng sẽ tốt hơn với 16MP, trong khi là Tecno chỉ là 8MP thôi. Về cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy là chụp ảnh trên chiếc Poco sẽ đẹp hơn, hình ảnh ra với màu sắc tốt hơn. Mình sẽ để một vài bức ảnh ở bên dưới để cho mọi người tự đánh giá nhé. Về khả năng quay phim của cả hai chiếc điện thoại này thì mình đều không đánh giá cao khi mà nó chỉ quay được là Full HD với 30fps.
nếu mà nói là để mà dùng hai chiếc điện thoại này để quay phim và chụp ảnh thì mình nghĩ là hai chiếc điện thoại này không dành cho việc đó, bởi vì là với tầm giá là chỉ là 5 triệu thì nó chỉ phù hợp cho những cái trải nghiệm thường ngày và để chơi game thôi. Còn nếu mà các bạn muốn tìm một chiếc điện thoại mà để có thể quay phim chụp ảnh tốt thì đây không phải là một sự lựa chọn tốt. Đến với phần hiệu năng thì chiếc Tecno Pova 4 Pro thì sẽ được trang bị con chip là Helio G99 mới nhất, còn chiếc Poco M4 Pro thì sẽ chỉ được trang bị con chip là Helio G96. Nghe đến đây thì chắc chắn là mọi người cũng hoàn toàn biết là chiếc Tecno này thì sẽ có hiệu năng mạnh mẽ hơn. Về trải nghiệm hàng ngày giống như kiểu là lướt Facebook, YouTube hay là TikTok thì cả hai chiếc điện thoại này thì đều đáp ứng được. Chơi các tựa game nhẹ nhàng như là Liên Quân hay là Tốc Chiến thì hoàn toàn mượt mà. PUBG ở mức setting là medium thì có thể nói là chơi được, không đến mức là quá tệ. Còn để mà chơi các tựa game nặng như là Genshin Impact thì cái game đó sẽ không dành cho cả hai chiếc điện thoại này. Bên mình thì cũng đã có video test game của chiếc Tecno Pova 4 Pro này rồi. Thì mặc dù là Genshin Impact chỉ là ở mức setting là thấp nhất nhưng mà nó cũng rất là giật lag và trải nghiệm thì khá là tệ, nên là chắc chắn là chiếc Poco M4 Pro này thì không thể nào mà chơi được tựa game đó. Nếu mà mọi người mà muốn mua một chiếc máy như tầm giá như thế này để mà chơi game nặng như thế thì mình nghĩ là nó không thực sự là hợp lý. Mọi người thì cần phải đầu tư thêm một khoản nữa hoặc là không hướng đến máy mới nữa mà hướng đến những dòng máy cũ. Với hiệu năng như vậy để mà có thể sử dụng cả ngày và chơi game lâu dài thì cả hai chiếc điện thoại này thì đều được trang bị một viên pin khá là khủng. Chiếc Poco M4 Pro thì sẽ được trang bị một viên pin 5000 mAh, trong khi chiếc Tecno Pova 4 Pro thì được trang bị một viên pin là 6000 mAh. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho chiếc điện thoại này dày và nặng đến như vậy. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là thông số thôi. Còn trải nghiệm thực tế thì chiếc Poco M4 Pro sẽ cho thời lượng sử dụng tốt hơn so với chiếc Tecno Pova 4 Pro này. Một điểm nữa là về sạc của cả hai chiếc điện thoại này. Chiếc Tecno thì sẽ có sạc 45W, còn chiếc Poco thì chỉ có sạc là 33W thôi, nhưng thời gian sạc của chiếc Poco có thể nhỏ hơn chiếc Tecno lên đến 30 phút. Tổng quan về sạc và pin của cả hai chiếc điện thoại này thì mình đánh giá cao chiếc Poco M4 Pro hơn. Một vấn đề nữa là về bảo hành thì chiếc Tecno Pova 4 Pro thì sẽ có bảo hành 12+1, trong khi mà chiếc Poco M4 Pro thì sẽ có bảo hành lên đến là 18 tháng. Thế là nếu mà mọi người đang tìm mua một trong hai chiếc điện thoại này thì đây cũng sẽ là một vấn đề mà để mọi người lưu tâm. Tổng kết lại về hai chiếc điện thoại này, nếu mà mọi người muốn có một chiếc điện thoại mà có thiết kế ấn tượng này, màn hình lớn và một hiệu năng mạnh mẽ để mà chơi game thì mọi người nên mua chiếc Tecno Pova 4 Pro hơn. Còn nếu mà mọi người muốn có một chiếc điện thoại mà sử dụng hàng ngày, nhẹ nhàng và có một camera ổn, mọi thứ ở mức độ là hài hòa thì chiếc Poco M4 Pro thì sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà nói chung là về hai chiếc điện thoại này ở trong tầm giá 5 triệu thì mình thấy là cả hai chiếc điện thoại này đang rất là tốt và không có điểm gì để mà chê cả. Mọi người nghĩ sao về cả hai chiếc điện thoại này? Nếu mà được chọn mua một trong hai thì mọi người sẽ mua chiếc điện thoại nào? Hãy để lại ý kiến ở dưới comment nhé. Bây giờ thì bye bye.